Tùng. Nhưng Hoàng Sơn còn làm không? Hoàng Sơn là anh. V8. Lấy cái mũ đựng không anh Hậu? Mở tư sao này em thấy nó có cái vết gì giống như mình đang phun cái gì á. Đi. Này bán được nhiêu ký? Vì của em lấy làm. Dạ. Học lại cho hai lên. Hai lên. Xe ô tô hả anh? Đúng rồi. Được hả? Đường đi được. Thế là em quay ngược lại cho đó đúng không? Tí nữa, đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà không phải là để quay phim thì cắt ít thôi cũng được. Tôi thấy mặt đâu mà lên tivi, nhìn vô cũng chả biết ai. Tháo mặt ra. Thôi khỏi con đi, chị không thích thì đừng. Chúng ta tự nhiên nha. Con người. Mấy trái dưới đây nè, còn mấy trái dưới kia. Cái này em thấy cái nào bự cái khác rồi cái ok để cho thao tác nhanh nhé, bọn em cắt luôn vào cuống này cho anh. Cắt luôn vào cái cuống này luôn cho nó nhanh. Mình làm thao tác. Không long gì bự ra. Ừ, con này này. Thật ra mấy cái vườn này là đợt vừa rồi nó bị mưa nhiều quá. Nấm. Tin mặt đần đần. Ai tin. Ừ. Trong đấy cái đồ nứt của nó chưa có. Sao đâu, có một có hai ngày tiến tự nhiên. Giờ anh tặng hết cho mấy anh. Ok, em có thêm mấy quả gì đây? Ok, đấy hết luôn, đấy. Bắn lận. Bắn lận. Đó. Anh hướng nào bác cái mặt mày đi đi làm gì? Để đây. Ừ. Lên em, lên nghỉ đi. Sao tốt, cô ta, sao mất tao? Cô ta mộ.
tem một tung hả? Hô tem đi. Hô tem đi.